của anh thế nào? Vì rằng chẳng thể cạnh bên nên em chẳng biết anh ra sao. Anh có ăn bánh mì rồi lại uống thêm ly cà phê sữa. Ngày hôm nay của em vẫn như vậy. Vì rằng chẳng thể gặp anh nên ôi nỗi nhớ nó cứ to thế này. Từng chút yêu anh chân thành, hạnh phúc đôi khi thật mong manh. Và anh có biết em đã cho yêu từng điều nhỏ nhoi à anh bao ngày qua rất nhiều. Thì ra tình yêu là thế, là đưa người ta chìm vào cơn mê. Và rồi mai sau khi mình có nhau, em chẳng mong anh phải khóc đau vì một thoáng môi anh cười phủ sáng nơi chân trời. Câu hỏi thô tư anh muốn, hôm một ngày của em thế nào? Nếu không anh thì ai sẽ đến rước em tan ca để về? Vì em muốn một ngày thật bận, một vòng xoay 10 giờ hết ca, là người cuối cùng chốt sổ ngày mai. Rồi mốt nửa 8 tiếng thì chỗ làm lết ra. Trên con quay về nhà em lấy hoay về phòng, tạm biệt nhận lời chói tai. Em như đang một mình leo lên trên tầng lầu, xung quanh thì chẳng có ai. Em còn hay ghi lại những kỷ niệm và nhật ký chị em đã quyền mở. Còn anh biết mình vẫn còn thói quen, nó là yêu hay khi chờ đèn đỏ. Và anh có biết em đã cho yêu từng điều nhỏ nhoi à anh bao ngày qua rất nhiều. Thì ra tình yêu là thế, là đưa người ta chìm vào cơn mê. Và rồi mai sau khi mình có nhau, em chẳng mong anh phải khóc đau vì một thoáng môi anh cười sáng nơi chân trời. Anh biết không, trên con quay về nhà em lấy hoay về phòng, tạm biệt những lời chối tay. Em như đang một mình leo lên trên tầng lầu, sân ngoài thì chẳng có ai. Em còn hay kể lại những kỷ niệm và những ngày chị em đã quên bỏ. Còn anh biết mình vẫn còn thói quen, nó là yêu hay khi trời đèn đỏ.